Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 13 tháng 9 của Dusan Vina. Bản tin hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Tiếp đoàn 12 thanh tra Tổng cục Môi trường. Hoàn thành bảo hành đợt 2 cẩu RNQC tại công trường nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Chuyến giao lưu và học tập của 24 công nhân DHA. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 7 tháng 9 vừa qua, Dusan Vina đã tiếp đoàn 12 thanh tra Tổng cục Môi trường đến thăm và kiểm tra công tác bảo vệ môi trường theo định kỳ thanh tra 5 năm một lần tại đây. Việc liên tiếp phát hiện nhiều công ty quy mô lớn vi phạm luật bảo vệ môi trường tại Việt Nam, Tổng cục Môi trường đã có chuyến thanh tra đến nhiều công ty, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Đây là lần thanh tra định kỳ thứ 2 của Tổng cục tại Dusan Vina. Tại buổi làm việc, ông Phạm Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Môi trường Miền Trung và Tây Nguyên thuộc Tổng cục Môi trường đã phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn thanh tra và quyền, nghĩa vụ của đối tượng được thanh tra theo quy định của luật bảo vệ môi trường và luật đa dạng sinh học. Tại đây, đoàn thanh tra đã nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra các thủ tục hành chính về phát sinh chất thải, các hệ thống xử lý chất thải và xác định các vị trí xả chất thải ra môi trường để lấy mẫu trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đoàn đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu chất thải và môi trường xung quanh công ty theo chế độ đột xuất để đảm bảo tính pháp lý, khách quan, khoa học và phù hợp với thực tế. Trải qua gần 3 giờ đồng hồ làm việc, bước đầu đoàn đánh giá cao việc tuân thủ nghiêm túc pháp luật môi trường của Dusan Vina và động viên khích lệ công ty luôn nêu cao tấm gương bảo vệ môi trường đối với từng thành viên trong công ty và đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác. Đoàn 9 thành viên Dusan Vina vừa hoàn thành chuyến công tác kéo dài 1 tháng tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa để hỗ trợ vận hành hai cẩu trục RNQC tại đây. Đây là đợt bảo hành thứ 2 trong thời gian dịch vụ kéo dài 24 tháng của dự án NSRP RNQC. Trong đợt này, 9 nhân viên Dusan Vina gồm 2 quản lý người hàng, 5 nhân viên MHS, 1 nhân viên an toàn và 1 nhân viên chất lượng đã đến huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tiến hành lắp đặt cẩu trên mặt bằng cảng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, đấu hệ thống nguồn điện vào cẩu, vận hành hệ thống SAT, thử tải 100%, 110% và 125% nhằm đảm bảo hệ thống cẩu trục vận hành an toàn và ổn định. Ngoài ra, một số hạng mục công việc khác cũng đã được tiến hành theo yêu cầu của khách hàng. Sau một tháng làm việc vô cùng cực lực, cẩu trục RMQC do Dusan Vina sản xuất đã hoạt động tốt và được khách hàng NSRP, cơ quan kiểm định của nhà nước giám định và nghiệm thu. Hai cẩu trục này nằm trong dự án NSRP RMQC được Dusan Vina ký kết với tổ hợp nhà thầu JGCS vào tháng 3 năm 2014 và bàn giao đến khách hàng vào ngày 28 tháng 3 năm 2016. Theo đó, mỗi cẩu RMQC có trọng lượng 850 tấn, cao 58 mét, tương đương với một tòa nhà 20 tầng, dài 86 mét, rộng 27 mét và được thiết kế để nâng chuyển các container hàng hóa trọng tải 50 tấn. Trong thời gian tới, Dusan Vina sẽ tiếp tục cử nhân viên đến công trường Nghi Sơn hướng dẫn và hỗ trợ vận hành, cũng như tiến hành các yêu cầu khác của khách hàng NSRP. 24 công nhân vừa được thăng tiến từ công ty mẹ đã có chuyến tham quan và học tập tại Dusan Vina, và đây cũng là dịp để họ tìm hiểu về quy mô của tập đoàn Dusan trên toàn thế giới. Đây là chuyến tham quan kết hợp benchmarking lần thứ 2 do công ty mẹ tổ chức, dành cho 24 công nhân thăng tiến trong năm 2016. Chương trình tham quan và giao lưu học hỏi diễn ra tại Dusan Vina trong 4 ngày mùng 6 đến mùng 9 tháng 9 dưới sự hỗ trợ và dẫn dắt của khối nhân sự. Chuyến đi được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho người lao động đến với những chi nhánh của tập đoàn tham quan, đồng thời có dịp tìm hiểu về con người và văn hóa của nước sở tại. Chương trình tham quan bao gồm nhiều nội dung phong phú. Trong ngày đầu tiên, đoàn dành thời gian tìm hiểu tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh, quản lý chất lượng, an toàn, hoạt động từ thiện và nhiều lĩnh vực khác của Dusan Vina. Sau đó được hướng dẫn tham quan các nhà máy để tìm hiểu về hoạt động sản xuất và tham quan cảng chuyên dụng. Trong ngày tiếp theo, đoàn đã được chia thành 4 nhóm để tham gia trực tiếp vào việc chế tạo, lắp ráp sản phẩm và tiến hành công việc tại nhà máy boiler MHS, khói QAD và khói FSD để trải nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tế cũng như đặc tính văn hóa giao tiếp và cách ứng xử lẫn nhau trong điều kiện bất đồng ngôn ngữ. Tiếp tục bản tin trưa hôm nay, mời các bạn cùng xem một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Oh, shoot.
Bản tin trưa nay của Dulcevina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dulcevina DVTV V7N70. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dulcevina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Dulcevina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.